mưa rét ở miền Bắc kéo dài trong nhiều ngày tới. Không khí lạnh đang tiếp tục bổ sung xuống phía Nam gây mưa rét ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong nhiều ngày tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta. Dự báo ngày 9 tháng 4, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, trời rét. Đêm 9 tháng 4, khu vực Đông Bắc Bộ chuyển sang thời tiết sương mù, mưa nhỏ, nồm ẩm, trời rét trong nhiều ngày tới. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết ở Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết mưa lạnh, sương mù, nồm ẩm ở miền Bắc còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Dự báo phía Đông Bắc Bộ từ đêm mùng 9 đến ngày 13 tháng 4, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời lạnh. Trên biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1 đến 2,5 mét biển động. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét biển động mạnh. Nam Bộ vẫn phải đối mặt với tình trạng nắng nóng với nhiệt độ cao. Hôm nay khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45 đến 60%. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 10 tháng 4, nắng nóng có khả năng giảm dần. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Trên biển, một vùng áp thấp đang xuất hiện trên khu vực vùng ngoài khơi xa Philippines. Dự báo trong 48 tới 72 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và tiến vào vùng biển phía đông Philippines. Thậm chí, theo Trung tâm Dự báo Bão của Hải quân Hoa Kỳ GFS, áp thấp nhiệt đới này sẽ có thể mạnh lên thành bão. Nếu điều này xảy ra thì đây sẽ là cơn bão đầu tiên trong năm 2023, với tên gọi quốc tế dự kiến là San Vu. Áp thấp nhiệt đới này ít có khả năng di chuyển vào biển đông nước ta, tuy nhiên thì đây cũng là dấu hiệu cho thấy mùa bão năm nay đã chính thức bắt đầu. Và chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin sau của kênh.